Niagara Falls, thác nước Niagara. Chúng ta có từ thác nước là fall, fall, nó giống hệt với lại từ mùa thu, fall. Và ở đây thì là số nhiều falls, có nghĩa là những cái thác nước. Cái tên của thác nước này đọc là Niagara, Niagara, Niagara Falls. Thác nước, những cái thác nước ở tên là Niagara. Đây là một địa danh cực kỳ nổi tiếng của nước Mỹ. Nhưng nó không chỉ là của nước Mỹ mà nó còn một phần của nó nằm ở bên phía Canada. Nó là thuộc địa phận của cả hai nước. Tức là cái thác nước này nó một bên là của Mỹ, còn một bên là của Canada. Thì do vậy mà người ta mới có thêm chữ SC ở đây, có nghĩa là Niagara Falls, ý chỉ là những cái thác nước. Cái tên thì cùng một chung một cái tên là Niagara đó. Niagara. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Niagara Falls is one of the world's leading tourist attractions. Thác nước Niagara là một trong những cái điểm thu hút khách du lịch hàng đầu trên thế giới. Chúng ta có từ tourist attractions, ta đã học rồi, nó là điểm tham quan thu hút khách du lịch. Những cái điểm, địa điểm hấp dẫn thu hút khách du lịch. Attractions là tức là sự lôi cuốn, sự hấp dẫn, sự thu hút. Tourist là khách du lịch. Tourist, tourist, tourist attractions có nghĩa là điểm thu hút khách du lịch. Leading có nghĩa là dẫn đầu. Leading, dẫn đầu. Động từ lead là dẫn dắt, dẫn ai đi đó. One of the world's leading tourist attractions. Một trong những điểm thu hút khách du lịch hàng đầu thế giới. Millions of people around the world visit here each year. Hàng triệu người từ khắp nơi trên thế giới đến thăm nơi đây mỗi năm. Ta có hàng triệu là millions, millions, millions. Còn hàng tỷ là billions, billions. Millions of people, hàng triệu người, around the world, khắp nơi trên thế giới, vòng quanh thế giới, xung quanh thế giới. Visit here, visit here, đến thăm nơi này, each year, mỗi năm. Summers at the falls are especially busy, with traffic jams and parking problems. Mùa hè ở cái thác nước này, summers, vào những mùa hè tại cái thác nước này, at the falls, are especially busy, thì đặc biệt là bận rộn, đặc biệt đông đúc. Busy là bận rộn, đông đúc. Especially là đặc biệt thôi, cực kỳ. Especially, cực kỳ, cực kỳ bận rộn. Especially, show là sợ nặng nhé. Especially, with traffic jams, với những cái tắc nghẽn giao thông. Traffic jams là tắc đường, tắc nghẽn giao thông. And parking problems, và những cái vấn đề rắc rối liên quan đến đỗ xe. Parking là đỗ xe đấy. Parking problems. However, the falls are beautiful in winter too. Tuy nhiên, however, tuy nhiên, những cái thác nước này thì là rất là đẹp vào mùa đông. Beautiful in winter. Many have asked why people travel so far to see water falling over a cliff. Rất nhiều người hỏi rằng, đã hỏi rằng là tại sao người ta lại đi rất là xa để xem, chỉ để xem nước chảy qua, rơi xuống qua một cái vách đá. Many ở đây là viết tắt của many people. Have asked, tức là đã hỏi rằng why people, tại sao người ta travel so far, tức là đi rất xa, so far, đi rất xa, to see, để xem, water, nước, falling over, rơi qua, chảy qua, a cliff, cliff là một cái vách đá, cliff. The size and the beauty of Niagara Falls help to make it special,
cái kích cỡ, size, kích cỡ, and the beauty, và cái vẻ đẹp, beauty, vẻ đẹp, of Niagara Falls, của những thác nước Niagara, help to make it special, giúp làm cho nó trở nên cực kỳ đặc biệt, special, đặc biệt. While many falls are higher than Niagara, very few are as wide or have such a volume of water. Trong khi rất nhiều thác nước, while, đọc nhanh là wow, many falls, trong khi rất nhiều thác nước, are higher than Niagara, cao hơn Niagara, higher, cao hơn, higher, cao hơn, than Niagara, very few, đây là viết tắt là very few falls, có nghĩa là rất ít trong số đó, rất ít những thác nước, few là ít, are as wide, wide là rộng, high là cao, wide là rộng, rộng bằng, as wide tức là rộng bằng, tức là rất ít thác nước rộng bằng được thác nước Niagara, or hoặc have such a volume of water, hoặc là có một cái lượng nước như vậy, lượng nước nhiều như vậy. Ta có từ lượng, đây là volume, cái từ này hơi hơi khó đọc nhá, các bạn đừng có đọc là volume nhá, không đúng đâu, phát âm là volume, yum yum, volume 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 đó, đấy là lưu lượng hay là lượng, một cái lượng gì đó. Bình thường chúng ta hay nhìn thấy ở trong cái âm lượng, chỉnh âm lượng, nút tăng giảm âm lượng, lúc này chính là cái từ này, này. Volume, such có nghĩa là rất nhiều thôi, bằng really thôi. Such a volume of water có nghĩa là một cái lượng nước nhiều như thế. Volume of water, lượng nước. It also helps that Niagara is relatively easy to travel to. Và nó đồng thời cũng giúp cho cái thác nước Niagara nó tương đối dễ để đi tới. Vì nó lớn như vậy, cao và nó lớn như vậy, thì nó cũng khiến cho cái thác nước này trở nên tương đối dễ để đi tới. Bởi vì chúng ta biết là có nhiều thác nước rất là bé, thì đường vào nó sẽ cực kỳ là quanh co, bé. Nhưng thác nước thì rất là lớn, cho nên là đi vào là dễ. Và ta có từ relatively. Relatively nghĩa là tương đối, tương đối. Relatively easy, tương đối dễ, to travel to, để đi tới. Chúng ta đọc lại đoạn này. Niagara Falls. Niagara Falls is one of the world's leading tourist attractions. Millions of people around the world visit here each year. Summers at the falls are especially busy, with traffic jams and parking problems. However, the falls are beautiful in winter too. Many have asked why people travel so far to see water falling over a cliff. The size and the beauty of Niagara Falls help to make it special. While many falls are higher than Niagara, very few are as wide or have such a volume of water. It also helps that Niagara is relatively easy to travel to. When the first Europeans came to Niagara, the falls were surrounded by forests. Khi những người châu Âu đầu tiên, the first European, những người châu Âu là European, European, Europeans, những người châu Âu. Châu Âu thì đọc là Europe, còn người châu Âu thì là European. Khi những người châu Âu đầu tiên đến, đặt chân đến thác nước Niagara, the falls were surrounded by forests. Thì cái thác nước này được bao quanh bởi những khu rừng. Surrounded, mình học rồi. Surround là bao quanh. Were surrounded, tức là được bao quanh by forests, bởi rừng. The noise of the falls could be heard miles away before they were actually seen. Cái tiếng động âm thanh của khu rừng, the noise, của thác nước. The noise of the falls, âm thanh của thác nước hay là tiếng động, tiếng ồn của thác nước. Could be heard, có thể được nghe thấy. Heard là dạng quái quỷ của hear. Hear, heard, heard.
heard là được, could be heard có nghĩa là được nghe thấy, có thể nghe, có thể được nghe thấy. Miles away, đọc nhanh là miles away, có nghĩa là cách xa hàng hàng dặm. Mile là đơn vị đo, thay cho kilometer tức là km, dặm và km thì bên nước ngoài họ đo là dặm, Việt Nam thì đo là km. Miles away có nghĩa là cách xa hàng dặm, từ cách xa đó hàng dặm, nó cũng gần như là cách xa đó hàng km. Thầy hiểu như vậy cho dễ. Before they were actually seen, trước khi chúng thực sự được nhìn thấy. Actually, thực sự. Actually, seen là quá khứ, là dạng quái quỷ của see, see, saw, seen. Trước khi chúng thực sự được nhìn thấy, tức là trước khi nhìn thấy cái thác nước đó thì đã nghe thấy cái âm thanh của nó từ cách xa hàng hàng dặm rồi. The first visitors were filled with horror at the sight. Những cái vị khách đầu tiên, những người ghé thăm đầu tiên sẽ bị kinh ngạc, sẽ bị bất ngờ, bị kinh ngạc trước cái cảnh đó. First visitor, những vị khách đầu tiên, những người tới đầu tiên. Visitor là những người đi tới thăm, những vị khách. Were filled with mình học rồi, nó là chứa đầy hay là tràn đầy. Horror tức là sự kinh ngạc. Horror, kinh ngạc. Kinh ngạc. Bình thường thì nó có nghĩa là sự sợ hãi. Thế nhưng ở đây là kinh ngạc. Mình có thể dịch là kinh ngạc. Horror at the sight, trước cái cảnh đó. The sight là cái cảnh đó. Tức là khi nhìn thấy cái thác nước đó thì sẽ trở nên là filled with horror, kinh ngạc, tràn đầy sự kinh ngạc. Later, fear ceased to be the main emotion inspired by the falls. Fear là sự sợ hãi, ceased có nghĩa là không còn nữa. Fear ceased to be, sự sợ hãi đã không còn. The main emotion là cái cảm xúc chính nữa. Emotion là cảm xúc. The main là chính, chủ yếu. The main emotion là cảm xúc chính. Inspire, thứ mà được truyền cảm hứng. By the falls, từ cái thác nước đó. Inspire, nghĩa là truyền cảm hứng. Ở đây thì người ta viết tắt which is inspired, có nghĩa là bỏ which is đi, có nghĩa là thứ mà được truyền cảm hứng từ. Inspire nghĩa là truyền cảm hứng, lấy cảm hứng. Tức là dần lúc đầu thì rất là kinh ngạc, sợ hãi. Nhưng sau đó thì cái đó, cái cảm xúc sợ hãi nó không còn là cảm xúc chính nữa. Later, visitors were impressed by the beauty and the grandeur of the falls, which overwhelmed them with wonder. Chúng ta có từ impressed. Impressed có nghĩa là gây ấn tượng. Gây ấn tượng. Ở đây thì là sau đó thì những vị khách sẽ bị gây ấn tượng mạnh. Were impressed, bị gây ấn tượng mạnh. By the beauty, bởi cái vẻ đẹp. And the grandeur, grand, cái này có hai cách đọc là grander hoặc là grandeur. Tôi tra trong từ điển thì nó là grandeur. Thôi chúng ta cứ đọc là grandeur đi. Grandeur of the falls. Các bạn nghe lại trong cái bài nói của cái bài Niagara Falls này, xem họ đọc là grandeur hay là grandeur nhé. Chúng ta ở đây thì thôi cứ đọc là grandeur. Tuân thủ theo cái từ điển. Grandeur of the falls, which overwhelmed them with wonder. Tức là sau đó thì những vị khách này bị gây ấn tượng mạnh bởi cái vẻ đẹp và cái sự hùng vĩ của cái thác nước này. Grandeur là sự hùng vĩ. Grandeur, sự hùng vĩ. Which overwhelmed them. Ta có động từ overwhelm. 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 Nó có nghĩa là tràn ngập. Tràn ngập. Thì overwhelm them with wonder có nghĩa là
khiến cho họ tràn ngập sự ngạc nhiên. Wonder nghĩa là ngạc nhiên. Wonder, ngạc nhiên. Chữ wonder này có nhiều nghĩa lắm. Nó có nghĩa là kỳ quan. Kỳ quan thế giới đấy. Có nghĩa là sự kỳ diệu. Và có nghĩa là sự ngạc nhiên. Thì cả cụm ở đây là which overwhelmed them with wonder, có nghĩa là làm cho họ tràn ngập sự ngạc nhiên. Overwhelmed có nghĩa là tràn ngập, hoặc là cũng thử là chinh phục họ. Chúng ta đọc lại đoạn này. When the first Europeans came to Niagara, the falls were surrounded by the forest. The noise of the falls could be heard miles away before they were actually seen. The first visitors were filled with horror at the sight. Later, fear ceased to be the main emotion inspired by the falls. Later, visitors were impressed by the beauty and the grandeur of the falls, which overwhelmed them with wonder. Đoạn tiếp theo. By the 1830s, people were able to come to the falls by railway. Chữ by ở đây thì nó có nghĩa là cho đến. Cho đến những năm 1830. 1830s. Năm 1830 có thêm chữ S và có nghĩa là những năm 1830, tức là khoảng những năm đó. People were able, người ta mới có thể, to come to the falls, đến cái thác nước này by railway, bằng đường sắt. Railway, đường sắt. Railway, đường sắt. As more and more people came, the tourist industry developed. Khi mà, as là khi, more and more people, càng ngày càng nhiều người, càng ngày càng nhiều người, more and more people came, tới đó. The tourist industry, cái ngành du lịch, ngành công nghiệp du lịch, là ngành du lịch, developed, đã phát triển, trở nên phát triển. Industry có nghĩa là ngành. Tourist là du lịch. Tourist industry là ngành du lịch. Developed có nghĩa là phát triển. Early tourism was not well regulated. Tourism có nghĩa là ngành du lịch thôi. Early có nghĩa là mới, là sớm, là non trẻ. Đấy, ở đây thì dịch là early tourism, ngành, cái ngành du lịch còn non trẻ, mới hình thành đấy. Was not well regulated, thì chưa được quy củ lắm, chưa được quản lý, chưa được điều chỉnh tốt lắm. Well regulated, ta có từ regulate có nghĩa là điều chỉnh, là quản lý. Ở đây thì là ngành du lịch non trẻ, mới thành lập, chưa được quản lý tốt lắm. Was not well regulated. And there were many complaints about cheats and swindles. Và có rất nhiều những cái phản nàn về sự lừa, gọi là, chúng ta tiếng Việt gọi là chúng ta gọi là lừa lọc hay là lừa gạt. Cheats, cái từ cheat này bản thân nó có nghĩa là lừa dối, là lừa gạt đấy, hoặc là mình gọi từ lừa đảo, gian lận và lừa đảo. Cả từ cheats and swindles đều có nghĩa là gian lận hoặc là lừa đảo. Thì có lẽ ở đây chúng ta dịch cái từ cheats này với nghĩa là gian lận đi, và swindles là lừa đảo. Cheats and swindles, gian lận và lừa đảo. Còn complaints là những lời phàn nàn. Complaints, phàn nàn, cầu nhau. Có rất nhiều lời phàn nàn về gian lận và lừa đảo. Today, there are similar complaints about tourist junk and high prices. Junk có nghĩa là sự lộn xộn, sự rác, có nghĩa là rác thải, bẩn thỉu, rác thải. Đấy. Junk, rác, mình có thể dịch là rác.
tức là những cái rác thải du lịch, tourist junk, rác thải du lịch, and high prices, và giá cả rất là cao. Similar có nghĩa là tương tự, similar complaints. Ngày nay, today, there are similar complaints, thì cũng có những cái lời phàn nàn tương tự about, nhưng mà lần này là về tourist junk, tức là rác thải du lịch, and high prices, và giá cả đắt đỏ, giá cao đắt đỏ. Chúng ta sang đoạn tiếp theo. The majority of tourists stay on the Canadian side. Chúng ta có từ majority, 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 có nghĩa là phần lớn, chủ yếu, phần đông. The majority of tourists, phần đông khách du lịch. Các bạn lưu ý là từ tourist, cái hai âm SC mà có ngăn cách bởi một âm thứ ba ở giữa, người ta đọc là hai chữ SC nhé. Cái này mình học rồi. Tourists, phần đông khách du lịch stay ở on the Canadian side, tức là ở bên phía Canada. Canadian side, side là bên phía Canada. There are two falls, có hai thác nước, separated by an island, được ngăn cách, chia cách bởi một cái hòn đảo, island, hòn đảo. Từ này là bất quy tắc, không có SC ở giữa đâu nhá. Các bạn đừng đọc là Iceland nhé. Nó là island, island. Động từ separate, separate có nghĩa là ngăn cách, chia cách. Ở đây là viết tắt của which is, which are separated, có nghĩa là thứ mà được chia cách bởi, by, bởi, separated by, bởi một cái hòn đảo. Since the Niagara River forms the boundary here between Canada and the United States, each country has one of the falls. Kể từ khi, since, kể từ khi, the Niagara River, cái dòng sông Niagara này, forms, có nghĩa là động từ hình thành nên, tạo nên, hình thành nên, tạo nên, forms. The boundary, boundary là cái biên giới, boundary, biên giới, hình thành nên cái biên giới. Here, ở đây, between Canada and the United States là nước Mỹ đấy, Canada là Canada. Hình thành đến một cái biên giới ở đây giữa hai nước Canada và Mỹ. Each country, thì mỗi nước, has one of the falls, thì có một cái thác, một trong hai cái thác. Đó, như vậy là có hai cái thác và được ngăn cách bởi một hòn đảo. Và kể từ khi cái dòng sông Niagara, tức là cái dòng sông đấy có tên là Niagara, nó hình thành nên cái biên giới giữa hai nước Mỹ và Canada, thì mỗi nước có một cái, một cái bên, bên một phần thác, một ngọn, một 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 dòng thác. Chúng ta đọc lại những từ mới, đây là forms, tạo nên, boundary là biên giới. The Canadian Horseshoe Falls is wider and more impressive than the American Rainbow Falls. Cái thác móng ngựa, horseshoe, horseshoe là móng ngựa. Cái thác móng ngựa của phía Canada thì nó rộng hơn, wider, rộng hơn. More impressive là ấn tượng hơn, nó ấn tượng hơn. Than the American Rainbow Falls có nghĩa là so với cái thác nước cầu vồng, rainbow là cầu vồng, rainbow. Thác cầu vồng ở bên phía phía Mỹ. About 9 times more water goes over the Canadian Falls. Khoảng 9 lần nhiều hơn của cái lượng nước chảy qua phía thác nước của Canada. Tức là phía thác nước của Canada thì cái lượng nước chảy qua nhiều hơn gấp 9 lần ở bên 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 phía Mỹ. 9 times có nghĩa là 9 lần. More water goes over là chảy qua. Nonetheless, nonetheless có nghĩa là tuy vậy, tuy nhiên, nonetheless. Tuy nhiên, there is much to be seen on the American side. Nhưng mà phần lớn hoặc là rất nhiều cái lượng nước đó thì lại được nhìn thấy từ bên phía bờ của nước Mỹ. Tức là đứng ở bên phía bờ của Mỹ thì cũng có thể nhìn được phần lớn
nhìn được rất nhiều, được cái ngắm được rất nhiều cái lượng nước đấy chảy xuống. There is much, tức là rất nhiều. To be seen, được nhìn thấy rất nhiều cái lượng nước đó, hoặc là đa phần cái lượng nước đó được nhìn thấy, có thể nhìn thấy được ở từ bên phía nước Mỹ, từ bên phía cái bờ của nước Mỹ. The island in the middle, Go Island, is one of the best places to view the falls and rapids. Rapids. Cái hòn đảo nằm ở giữa, in the middle, nằm ở giữa, gọi là Go Island, có nghĩa là hòn đảo dê đấy. Goat là con dê đấy. Hòn đảo dê đấy. Thì là một trong những cái nơi tuyệt nhất, one of the best place, một trong những nơi tuyệt nhất để ngắm. View là ngắm, view là bằng với see, ngắm, nhìn, watch, xem, để ngắm cái thác nước đó. Và cái rapids nó có nghĩa là dòng chảy, để ngắm, để chiêm ngưỡng cái thác nước và cái dòng chảy. Dòng chảy, dòng chảy có nghĩa là cái lượng nước đổ từ trên thác xuống dưới đấy, cái đấy gọi là dòng chảy, gọi là rapids. Rapids, các bạn lưu ý đây là số nhiều nhé. Rapids, từ này không có số ít, nếu mà là số ít thì nó lại nghĩa nó khác đi nhé. Rapids đây là dòng chảy. It is on the American side, và nó nằm ở bên phía nước Mỹ. Chúng ta đọc lại hai cái đoạn này. By the 1830s, people were able to come to the falls by railway. As more and more people came, the tourist industry developed. Early tourism was not well regulated, and there were many complaints about cheats and swindles. Today, there are similar complaints about tourist junk and high prices. The majority of tourists stay on the Canadian side. There are two falls separated by an island. Since the Niagara River forms the boundary here between Canada and the United States, each country has one of the falls. The Canadian Horseshoe Falls is wider and more impressive than the American Rainbow Falls. About 9 times more water goes over the Canadian Falls. Nonetheless, there is much to be seen on the American side. The island in the middle, Go Island, is one of the best places to view the falls and rapids. It is on the American side. Chúng ta sang đoạn tiếp theo. Newly married couples began coming to Niagara Falls when it was still a secluded, peaceful and romantic spot. Chúng ta có từ newly. Newly có nghĩa là mới, cái gì đó rất là mới. Newly married có nghĩa là mới cưới. Married, cưới, tình trạng hôn nhân ấy. Đã có chồng hay có vợ. Newly married couples, couple là những cái cặp đôi. Newly married couples, những cặp đôi mới cưới, những cặp đôi mới cưới. Began coming to Niagara Falls, bắt đầu đến thác nước Niagara. When it was still a secluded, khi mà nó vẫn còn là, it was still, nó vẫn còn là a secluded, peaceful and romantic spot. Nó vẫn còn là một cái nơi mà nó bình yên, hẻo lánh và lãng mạn. Spot là nơi, spot là một điểm, nơi. Secluded, secluded, secluded có nghĩa là hẻo lánh. Peaceful, peaceful có nghĩa là yên bình, peaceful, yên bình. Romantic spot, romantic là lãng mạn. It is still popular with newlyweds as a relatively inexpensive and convenient place to spend their honeymoon. Và nó cũng vẫn khá là nổi tiếng. It is still popular, khá là nổi tiếng, khá là phổ biến. With newlyweds, đối với những cái vợ chồng mới cưới. As a relatively inexpensive and convenient place, như là một cái nơi
rất là tiện lợi và rẻ, tương đối rẻ, tương đối không không đắt đỏ, to spend their honeymoon, để cho họ đi nghỉ tuần trăng mật. Thì chúng ta có từ relatively ở trên ta học rồi là tương đối, expensive là đắt, còn ở đây là inexpensive. Các bạn lưu ý tiền tố in, inexpensive là không đắt, nghĩa là rẻ đấy, tương đối rẻ, relatively inexpensive, tương đối rẻ. And convenient, convenient có nghĩa là tiện lợi, rất là tiện lợi. To spend, spend là dành, dành cho. Their honeymoon là tuần trăng mật của họ, honeymoon tuần trăng mật, tức là mới cưới nhau xong thì sẽ đi nghỉ một vài ngày ở đâu đó, cái thời gian đó gọi là honeymoon, tức là tuần trăng mật. Ta đọc lại mấy cái từ mới ở đây nhé, là secluded, secluded, peaceful, peaceful, romantic, spot, newlyweds, relatively inexpensive, convenient, honeymoon. Besides being beautiful, Niagara Falls is also very useful. Bên cạnh việc nó đẹp thì cái thác nước này nó cũng rất là hữu ích. Useful, hữu ích. Useful, có ích. Besides có nghĩa là bên cạnh. Besides, ngoài, ngoài ra, bên cạnh. Ngoài cái vẻ đẹp của nó ra, ngoài việc nó đẹp ra thì nó cũng có rất là có ích nữa. There falling water is the power behind several of the largest hydroelectric stations in the world. Cái lượng nước của nó, cái lượng nước chảy xuống của nó là một cái nguồn năng lượng đằng sau một vài những cái nhà máy thủy điện lớn nhất trên thế giới. Phía sau, behind là phía sau đấy. Chúng ta có từ hydroelectrics, hydro, hydroelectric stations có nghĩa là nhà máy thủy điện. Hydroelectric stations, nhà máy thủy điện, các bạn đọc lại nhé. Hydroelectric station có nghĩa là nhà máy thủy điện. Several là bằng với lại some thôi, nghĩa là một vài. Largest là lớn nhất thôi. Power đây là năng lượng. Power. There are falling water. Cái lượng nước mà chảy xuống đó. It's the power là cái nguồn năng lượng. Behind several of the largest hydroelectric station in the world. Phía sau một vài cái nhà máy thủy điện lớn nhất trên thế giới, có nghĩa là nó cung cấp một cái lượng năng lượng lớn cho các cái nhà máy này đấy. Much of the electric power used in this part of North America comes from Niagara Falls. Much of tức là rất nhiều. Cái năng lượng điện, electric power, năng lượng điện. Much of electric power, rất nhiều năng lượng điện. Used in, được sử dụng ở cái khu vực this part of North America, khu vực phía Bắc Mỹ này. North America, khu vực Bắc Mỹ này. Part là khu vực, part là phần, là khu vực. Comes from, đến từ Niagara Falls, từ cái thác nước này, Niagara này. In order to harness, harness, in order to harness this power, half of the flow of water is channeled away from the falls during the night and during the non-tourist season. Nhằm khai thác cái năng lượng này, in order là nhằm, để khai thác, harness là khai thác, harness, in order để nhằm, harness khai thác, this power năng lượng này, nhằm hoặc là để khai thác cái năng lượng này, half half là một nửa, flow flow là cái dòng, flow of water là dòng nước, half of the flow of water một nửa dòng nước, is channeled away. Channel away có nghĩa được được lấy đi, được chuyển đi, được chuyển đi. From the falls during the night, được chuyển đi khỏi dòng nước vào đêm, vào trong đêm. Channeled away, and during the non-tourist season, và cả trong cái mùa không có khách du lịch nữa. Non-tourist season có nghĩa là không có khách du khách, mùa không có khách du lịch. Probably most visitors don't notice the difference.
Và có lẽ là đa phần những khách tham quan thì đều không để ý đến sự khác biệt này. Probably, probably có nghĩa là có lẽ, có thể, mình học rồi. Most visitor, hầu hết những khách du lịch don't notice, notice là để ý đến, mình học rồi. The difference là sự khác biệt này. Đây là danh từ nhé. Difference. Chúng ta đọc lại hai đoạn này. Newly married couples began coming to Niagara Falls when it was still a secluded, peaceful, and romantic spot. It is still popular with newlyweds as a relatively inexpensive and convenient place to spend their honeymoon. Besides being beautiful, Niagara Falls is also very useful. Their falling water is the power behind several of the largest hydroelectric stations in the world. Much of the electric power used in this part of North America comes from Niagara Falls. In order to harness this power, half of the flow of water is channeled away from the falls during the night and during the non-tourist season. Probably most visitors don't notice the difference. Chúng ta sang đoạn cuối. Niagara has attracted many kinds of people over the years. Cái thác nước Niagara này thì nó đã thu hút rất là nhiều kiểu người khác nhau. Đấy, qua nhiều năm, over the years có nghĩa là qua nhiều năm. Many kinds of people có nghĩa là nhiều kiểu người khác nhau. Ta có động từ thu hút là attract, has attracted là đã thu hút. Businessmen have come to profit from the tourists. Ta có từ rất quen thuộc là businessman, tức là các thương nhân, thương gia, doanh nhân, những người kinh doanh buôn bán ấy. Nhưng mà các bạn lưu ý nhé, cái này không phải đọc là business, đọc nó chỉ có hai âm thôi là business, thế thôi. Tôi đã dạy rất kỹ rồi. Businessman là các doanh nhân, have come to profit, đã đến đây để kiếm lời. Profit là lợi nhuận, động từ nghĩa là kiếm lời. Profit, kiếm lời. From the tourists, từ khách du lịch. Daredevils have come to make a name for themselves. Những cái người mạo hiểm thì đến đây để tìm kiếm cơ hội để tạo nên cái tên tuổi cho chính họ. Ta có từ những người mạo hiểm. Daredevils. Đó. Daredevils có nghĩa là những người mạo hiểm, tức là những người mà chuyên thích làm những cái việc mạo hiểm. Đã đến đây để make a name là tạo nên một cái tên tuổi. For themselves, cho chính họ. Themselves, chính họ. Some have gone over the falls in a barrel. Một số thì đi qua thác nước trong một cái thùng. Barrel là một cái thùng kiểu như là cái thùng đựng rượu ấy. Đấy, thì nó có cái hình giống cái chum ấy. Đấy, thì là mình gọi là barrel. Go over là gone over, nghĩa là vượt qua thác nước. While others have walked above the falls on the tightrope. Trong khi thì những người khác thì đã đi bộ ở phía trên cái thác nước đó, trên một cái dây thừng. Tightrope có nghĩa là cái dây thừng để cho những cái người mà thích mạo hiểm đi thăng bằng đấy, giữ thăng bằng đấy. Tightrope. Above là phía trên. Have walked đã đi bộ. Above, phía trên. Above the falls, phía trên ngọn thác. Others ở đây có nghĩa là những người khác. While là trong khi. While. Poets and artists have visited here to capture its beauty. Những nhà thơ và những cái họa sĩ thì cũng đã đến thăm nơi này để ghi lại cái vẻ đẹp của nó. Poets là nhà thơ. Poet, nhà thơ. Artists là họa sĩ thì mình biết rồi. Have visited here to capture. Capture là nắm bắt, ghi lại, chụp lại. Capture its beauty, để ghi lại cái vẻ đẹp của nó.
Lovers have come to gaze on this romantic scenery. Lovers là những cặp tình nhân, những đôi tình nhân, những cặp tình nhân, lovers, đã đến đây để gaze, gaze là ngắm nhìn thôi, chiêm ngưỡng, gaze, gaze, ngắm nhìn, chiêm ngưỡng, on this romantic scenery, phong cảnh, cái quang cảnh đầy lãng mạn này, thì ta có từ scenery, scenery, scenery có nghĩa là khung cảnh, khung cảnh. Romantic scenery, scenery có nghĩa là khung cảnh lãng mạn. Gaze on có nghĩa là ngắm nhìn thôi. All of these and many others have helped to make Niagara Falls world famous. Và tất cả những người này cùng với nhiều người khác nữa. All of these, tất cả những người này, and many others và nhiều người khác nữa have helped, đã giúp cho, to make Niagara Falls, khiến cho cái thác nước Niagara này world famous, nổi tiếng trên toàn thế giới. World famous. Chúng ta đọc lại đoạn này. Niagara has attracted many kinds of people over the years. Businessmen have come to profit from the tourists. Daredevils have come to make a name for themselves. Some have gone over the falls in a barrel, while others have walked above the falls on a tightrope. Poets and artists have visited here to capture its beauty. Lovers have come to gaze on its romantic scenery. All of these and many others have helped to make Niagara Falls world famous.